Đây đàn Ecotec này. Ecotec huyền thoại luôn này. Bao nhiêu lâu mà có một đàn lên lít nhé, từ từ nào lên nhá. Cầm máy cho anh ấy. Nào để anh quay. Ờ. Từ từ. Đấy quay đi, quay đi. Để nói đã. Đây. Cho mọi người xem đàn Ecotec luôn này. Hôm nay mới cho ra nắng luôn ấy. Đấy. Đàn này còn ít ngày tuổi mọi người nhá. Đấy, mọi người nhớ đàn này. Mới 56 ngày tuổi, em mới vào mũi 2 thôi. Nên là phải để 5-6 hôm nó ổn định thì mới bắt đầu xuất bán đàn này luôn. 8 con như nhau cả 8 nhá. Đây cả chị đàn, sắp rồi, cả hàng phết nhỉ. Đây đang là chó bột luôn ạ. Đây, chó này là chó bột nhá mọi người nhá. Mấy hôm nữa mới xuất đây. Quay gần cho mọi người xem luôn. Mọi người cái gì cứ đặt gạch bên em đi. Đây, mấy hôm nữa phơi nắng được mấy hôm thì màu mảng màu nó đỏ đậm luôn. Với cả lên tai cực nhanh luôn nhé. Đây này ke đét luôn. Lên là ke đét luôn đấy. Đây, mọi người có thể thấy nhìn con này mấy. Rồi Linh ngồi xa. Hôm nay mới là buổi đầu tiên phơi nắng luôn đấy. Bắt con bột quay riêng được cá nhá. Đây. Đây. Đây con này đi. Đây cho mọi người xem luôn. Đây con cái này. Cái này. Đây. Đẹp chưa? Lên tai đẹp chưa? Con này có yếm không? Có. Có yếm trắng đấy. Có yếm. Hầu yếm tích. Đẹp thế. Tai kia đẹp. Đây, cứ bắt từng con một. Cái đây. Bạn cái đây, mấy hôm nữa lên tai này. Lên lương lửng rồi. Mõm to thật, chân tay to đấy. Gầm đen nhá. Dòng Pháp nó vẫn thích. Con này đỏ không? Đỏ, đỏ. Được đấy. Được đây. À? Được, được đây. Đây. Lên một tai rồi. Ôi, yếm đẹp nhỉ, ngực to thế. Mõm đẹp chưa kìa. Lên một tai rồi, con này tai kia lắm. Nhìn này, một tai đã chụp vào nhau luôn rồi kìa. Mế ra nó thế nhỉ. Đây con cái này. Đây một bạn cái đây. Đấy, mặt đen xì luôn nhá. Gầm đen này. Yêu nhờ, mõm ngắn, bụ nhỉ. Nhìn mõm này, mặt này. Đấy. Đây, tai kia rồi đây này. Mấy hôm nữa là còn khít vào nhau nữa cơ nhá. Không. Con yếm trắng cơ mà. Chị ấy đặt ra yếm trắng. Đây, đẹp chưa? Đây con chị đây, Thái Bình này. Đây, con của chị đặt. Chữ T đây. Chữ T ngược. T ngược đây. Đấy, ngược. Con này tai kè lắm bạn này. Con này chán biêu nữa. Đây đầu biêu này. Tán luôn. Đầu biêu ấy. Đẹp chưa? Đấy. Lên dần để cho mọi người. Tai kè nhìn này. Cái nào thì có thể đặt gạch nhá. Vẫn còn à? Được rồi. Đây. Một bạn được đây. Lên tai này. Con này mõm. Đàn này mà lên tai thì con nào cũng tay ke luôn. Đầu gấu đầu thủ mõm vuông. Ui, mõm vuông thế. Đây. To nhỉ? Con này to nhất đàn này. Đấy, to nhất đàn luôn con này, to nhất đàn. Hộp này. Được rồi. Ui, mặt gấu chưa? Nhìn mõm này. Ui. Chưa lên tai. Tai này to. Đấy. Đây cho cả rổ giá ra tắm nắng luôn. Quay con này này. Tai kìa. Sợ không? Nó mà lên nó là nhỏ ke đét luôn như thế kìa. Đây. Này, con này đây, tai này, 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 như này, tai này kè rất ngoan luôn. Đàn này tất cả những cái con tai nó thấp như này nó sẽ lên tai kè đét mọi người nhá. Đấy, đây, những con này tai nó đang lên. Lên. Chưa lên rồi. Đây, con này này. Sợ không? Đấy. Tai dính chép nhau. Đấy. Đấy, quay cho chị xem nhá. Như dán keo vào đúng không? Càng những con này ấy nó càng ấy. Thôi thảo đi nhá. Thả vào đây nhá. Ừ, để bê lên ra mà. Chút 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 chút. Bọn này đạn cho lên chuồng nó còn sung nước rồi. Ở đây nó hiền. Nó mới là nó xuống này nó lạ. Tắm nắng buổi đầu tiên cho xuống dưới. Thôi đi, cho lên đi. Rồi, xin chào mọi người.